Rồi, chào các bạn. Thì hiện tại là mình đang đứng ở trên nóc nhà của căn N5 của khu dự án Lucata nha. Thì một cái phần mà bên Doctor Home là nhận thi công dự án này thì cũng khá là tự hào về cái cập nhật công nghệ xanh ở cho cái dự án này. Thì hiện tại là như các chị thấy đó là mình đang đứng trước mặt mình đây là một cái hệ thống điện mặt trời áp mái. Thì mình thấy cũng khá là nó phủ gần như hầu nó nhà luôn nha. Thì cái này để mình hỏi thêm và biết hiểu thêm về cái chuyên môn kỹ thuật thì mình xin giới thiệu đây là anh Chiến, công ty ở Vĩnh Phúc. Thì anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm để cho các anh chị bên Doctor Home mình hiểu về cái điện như thế nào nha và cái lợi ích của nó mang lại nha. Rồi chào anh Chiến, cho em hỏi là ở đây là mình cái công suất của điện ở đây là bao nhiêu anh? Căn nhà này là đang lắp là 14 kg. Dạ. Là 30 tấm pin là poly. Poly là 365W. Thì như các anh chị thấy đó, hiện tại thì mấy anh em đã lắp xong bảng điện rồi, còn cái phần điện thì mình chưa có đi, tại vì mình chờ đang chạy cái điện ở phần dưới á, rồi mình mới cho nó xong xuôi, bắt đầu mình mới mang inverter lên rồi mình lắp, mình mới chạy. Đấy không? Quá trời tấm điện không? Cái này anh mình thi công ở đây thì mình tắm mặt trời đây, mình tầm mình nghiêng bao nhiêu phần trăm anh? Mình là đang là 10 độ 8. 10 độ 8 thì mình đang hướng về cái hướng hướng nào anh? Hướng nam. Đó thì mấy ảnh cũng đã khảo sát rồi và tính được là cái hướng mà để nó có mang lại cái hiệu suất cao nhất các anh chị. Nói chung thì mình làm cái marketing nhưng mà mình thấy cái công nghệ xanh thì mình rất quý, cho nên là mình muốn đưa tới các anh chị về cái quy trình. Đó thì hiện tại là theo mình biết thì giá thị trường nó đâu đó là tầm là 15-16 triệu một ký, một kilowatt nha các anh chị. Nhưng mà hiện tại bên công ty Vĩnh Phúc là có chương trình giảm giá thì nó sẽ tầm đâu là 13 triệu rưỡi tới 14 triệu. Thì sẵn tiện đây bên Vĩnh Phúc cũng là một bên đối tác của bên mình thôi, thì anh chị có nhu cầu thì liên hệ anh Chiến ra nha. Bên đại diện bên công ty Vĩnh Phúc thì anh Chiến cho số điện thoại để lỡ khách hàng có nhu cầu. 0944 933 922. Đó thì mình cũng có list ghi trên cái góc dưới của màn hình này, anh nào chị có nhu cầu thì liên hệ anh Chiến nha. Thì anh sẽ tư vấn cho chính xác rồi. Cảm ơn anh Chiến ạ. Đó, mình lướt qua một vòng để mình coi đây tổng thể cái hệ điện ốp máy ở đây nè. Là lúc thi công thì mình cũng thấm hết là đảm bảo. Ảnh có chia sẻ thêm là cái cách mà ảnh thi công là ảnh đưa những cái khung sắt mà nó đổ chống thấm hết. Là đã kết cấu được dưới sàn sân thượng nha, và đã có xử lý chống thấm rồi cho nên an toàn. Hỏi thêm nữa là cái độ bền của mấy cái hệ thống này là năng tấm pin này là bao lâu anh ạ? Bên của Chiến thì là mấy cái hệ thống khung sắt đó với lại cái tủ inverter sẽ bảo hành 5 năm. Dạ. Tấm pin là bảo hành 12 năm. Dạ. Và hiệu suất đạt 80% là bảo hành 20 năm. Đó thì bên ảnh đã có hợp đồng, thì trên hợp đồng nó có ghi cam kết đầy đủ nha các anh chị. Thì sẽ là riêng tấm pin là bảo hành 20 năm và sẽ cam đoan là công suất là phải là 80% so với công suất. Còn trường hợp mà lỡ mà có những cái tấm pin nào bị lỗi mà nó dưới đó thì công ty sẽ sửa chữa và hoặc là hoàn đổi cho cái mới. Rồi, cảm ơn anh ạ.